nào. Đấy. Ui giời. Đấy, siêu phẩm đuôi rái. Con này là cá quang hay là xương dừa đấy không biết. Anh nhân này hai siêu phẩm này. Đấy, chạy két phát diều cân nên không đảo hai bên em nhé. Rồi ok. Hello xin chào anh em nhé. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Phú Vlog. Hôm nay mình lại có mặt ở Ngọc Sơn anh em ạ. Đây, đằng sau đây thật anh nghệ nhân này anh em này. Đấy, nghệ nhân che hết mặt anh em nhé, sợ là lộ mặt đây. Đằng xa xa này rất nhiều nghệ nhân. Và ở dưới rất là nhiều dèo anh em nhé. Bây giờ anh em cùng mình review siêu phẩm của các nghệ nhân ở đây anh em nhé. Siêu phẩm đầu tiên là siêu phẩm cá biện anh em ạ. Siêu phẩm này là siêu phẩm hỏng khóa anh em nhé. Cá biện phối hai màu cam vàng, vải caro. Đúng rồi, vải caro anh em ạ. Biết anh em ạ, của nghệ nhân Ngọc Vũ Đức Ngọc. Đâu nghệ nhân nào? Nghệ nhân Vũ Ngọc. Đâu áo này. Đang ngồi xe đạp đây. Đúng rồi. Đây, của nghệ nhân này em nhé. Còn cá biện, con cá biện này là mấy mét nhỉ? 2m3. Con cá biện này 2m3 anh em ạ. Khóa là hỏng hết rồi. Đây. Đây nghe nhá. Đây. Còn đằng xa này là một siêu phẩm nữa anh em ạ. Đấy, siêu phẩm đuôi rái. Con này là cáp quang hay là xương dừa đấy không biết. Con này xương dừa hay cáp quang đây? Xương dừa. Cực chết luôn em ạ. Siêu phẩm xương dừa anh em nhé. Con này bao nhiêu cm? 80 cm à? Đấy. Gắt phết đấy nhỉ anh em nhỉ. Ở đây là rất nhiều siêu phẩm nhá. Tiếp theo là siêu phẩm thứ hai. Phẩm thứ hai là cái siêu phẩm đại trà rái cáp quang này anh em này. Đây này. Cái quả này này không biết là bao nhiêu lan cáp quang. Nhưng mà này, cho chú bảo là cái này cho nhiều cáp quang vào đây để làm gì? Lẽ nó không biết làm thế chứ. Tôi tưởng cái đuôi này yếu quá đúng không? À đây. Đứng yếu quá là cho cáp quang vào anh em ạ, để cho nó cứng. Nhưng mà mình thắc mắc là cáp quang rất là mềm, cho vào nó không cứng được bao nhiêu anh em ạ. Ngại phải biết anh em ạ. Để tôi nói anh em ạ. Con này là mấy lần là lên trời là ngao bụp với em nhá. Con này thì mình cũng quay vài lần rồi. Cũng khá là khét đấy. Tí nữa thì mình sẽ cho các cháu chạy test siêu phẩm nha em nhá. Chạy test siêu phẩm. Đây. Đây siêu phẩm đại trà đây. Nan cái là nan tím. Còn nan cánh là nan xanh. Còn biện mi rái là phun cáp quang anh em ạ. Đây này. À đây còn chơi hẳn xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 nan liền anh em ạ. 7 nan cáp quang. Quá là ngại luôn, 7 lan. 1 lan tím. Quá ngại anh em ạ. Nan tím là nan tím cái này. Là 7 lan cáp quang. 7 nan cáp quang và 1 nan tím là 8 nan anh em ạ. Chiếc dèo này khá là khét luôn, cháy luôn đấy. Còn sang bên này em nhé, là siêu phẩm đại trà. Đại trà 2,5 mét. Con này là hôm vừa rồi là lên đây thả cùng bị con này đất dây anh em ạ. Con này nan cánh là nan tím, biện thì là cáp quang. Ở đây các cháu cũng độ khá là tinh vi anh em ạ. Đây. Ở đây là các cháu cho một nan tím vào đây để độ vào cái phần biện này em nhé, để cho nó cứng như này. Nếu mà không độ thì chỗ này rất yếu nha em nhé, không nên được đâu. Đây thành cái không biết các cháu đút cái gì vào đây không biết đấy. À đây thành cái này các cháu là lẹp thêm anh em ạ, lẹp thêm cái tre vào. Nhưng mà không biết là nghệ nhân lẹp vào đây để làm gì. Cái tre này lẹp vào đây để làm gì? Hả? Tre này lẹp vào đây để làm gì? Mục đích là gì? À đây. Không biết là mục đích lẹp vào đây để làm gì anh em ạ. Nghệ nhân độ chế rất là tinh vi nha em nhé. Còn trên này là cái dàn ni lông anh ạ. Ni lông ở đâu ấy? Ni lông cây chuột hay ni lông gì? Ni lông mua. Cái ni lông này họ hay làm gì mà lại màu xanh đấy nhỉ? Cây chuột. Căng chuột. Ni lông căng chuột to này cơ. Vâng. Ai, muốn gắt đi anh em ạ. Đây. Ở đây là bộ không biết là bộ gì. Mình nghe nó không biết ra âm gì anh em ạ. Nó gồm 5 quả. Một quả quái, 4 quả con. Nhìn xa thì nó giống quẩy anh em ạ. Nhưng không biết có phải quẩy không, tí nữa thử test chạy thử xem là âm như nào em nhé. Còn đằng này là con đuôi cá này. Con đuôi cá VL này em này. Đấy. Đuôi cá VL.
VLLV anh em nhé. Con này là diều mua trên Shopee nhé. Đây này, cho anh em xem này. Nan cánh với nan cái này, nan xoắn hết em nhé. Cái giống này rất là giòn và dễ gãy này. Nếu mà thả không cẩn thận là hay bị gãy anh em ạ. Giòn tan luôn đúng không? Thế bộ sáo này bộ sáo gì? Hả? Bộ sáo này là bộ sáo gì? Chuông. Chuông em ạ. Chuông ống tre. Miệng gỗ tròn xoe luôn em nhé. Miệng giấy phết anh em ạ. Con này là mét 6. May áo đâu? Áo này áo in anh em ạ. Áo in VLLV. Dưới thì may bông hoa anh em ạ. Còn trên này là cái siêu phẩm đuôi cá nha em nhé. Con đuôi cá này là bao nhiêu cm nhỉ? Bao nhiêu? 80. Con này mà. Con này á? Con này phải 60-70 cm anh em ạ. Còn cái siêu phẩm này là siêu phẩm to hơn này. Siêu phẩm này này đặc biệt này anh em này. Giái là buộc rời luôn, là có thể là xoay được bốn phương tứ hướng em nhé. Đấy, dèo này cực chất luôn. Tí nữa mình sẽ cho nghệ nhân ra test đầu tiên siêu phẩm này em nhé. Cũng khá là gắt đấy. Dèo này là dán anh em ạ. Dán này dán keo hay dán gì đây? Dán keo 502 là keo gì? Bằng dính. À, bằng dính hay mặt anh em ạ. Dèo này dán bằng dính hay mặt em nhé. Dây thì bằng dây chỉ. Ok nha anh em, sau khi review cho anh em tất cả các siêu phẩm này rồi. Ở đây thì bao gồm một siêu phẩm trên tay bạn này đang cầm này, một siêu phẩm nữa ở dưới đất này, siêu phẩm nữa là 3 siêu phẩm này, 4 siêu phẩm này, 5 siêu phẩm này và 6 siêu phẩm này anh em ạ. Ở trên này là các cháu là chơi diều nhất tính luôn em nhé, toàn là diều khủng rồi. Nói chung là cũng có chung niềm đam mê đấy anh em ạ. Nói chung là cũng được, các nghệ nhân ở trên đây là rất là nhiệt tình nha em nhé. Sáo diều là toàn sáo chất thôi. Bây giờ mình sẽ test chạy diều cho anh em xem nhé. Cho các nghệ nhân ở đây chạy diều xem là diều nào lên rồi em nhé. Ok nha anh em, bây giờ mình sẽ test siêu phẩm đầu tiên anh em xem nhé. Đây là siêu phẩm của nghệ nhân này. Đeo cái kính thời trang. Áo thì áo áo của gì đấy? Dior anh em ạ. À bây giờ nghệ nhân sẽ test siêu phẩm cho em nhé. Siêu phẩm này mà cõng em bộ bùa đi 1.000 kia nữa thì tuyệt vời anh em ạ. Nào, 1, 2, 3 lên nhá. Đấy, siêu phẩm lên luôn anh ạ. Quá ngậy luôn đấy. Thôi thôi, mắc vào cây rồi. Mắc vào cây rồi. Thôi, rung rồi, đấy. Người nhân chạy lên rồi. Quả này mắc cây. Ôi, thôi, rớt rồi anh em ạ. Quả này chạy nèo rồi. Siêu phẩm đầu tiên đã lên em nhá. Ok em nhé, tiếp tục là siêu phẩm thứ hai. Siêu phẩm đuôi cá, ngậy tuyệt đối luôn em ạ. Đuôi thì khâu vải, bụng thì không đi nông, nhưng mà khâu cái này là khâu kiểu bố láo em nhé. Khâu này ăn gian này, hết đường trí rồi. Khâu này kiểu như khâu nhanh nên vào ăn cơm anh em ạ. Bây giờ mình sẽ cho nghệ nhân này chạy test thứ nhanh nhé. 1, 2, 3, chạy đi. Rồi. Úi giời, ui, đâm vào mông rồi em ạ. Đâm vào mông rồi. Rồi, đẹp lên anh em ạ. Siêu phẩm này thật là tuyệt vời anh em ạ. Ok nha anh em nhé, tiếp tục là siêu phẩm của nghệ nhân này anh em này. Anh em xem mặt, nhớ mặt lần sau nha anh em biết chưa. Mình không nhớ tên được các cháu. Nào bây giờ là siêu phẩm này chạy anh em này. Đấy, chạy xa xa vào. Chạy về đây nào. Đang vững xe anh em ạ, cho xe qua một tí rồi cô cháu nó chạy nhanh nhé. Nào. Đấy. Ui giời ơi. Siêu phẩm này còn ngậy ơi là ngậy luôn anh em nhá. Rồi. Đã test xong siêu phẩm này em nhá. Tiếp tục là nghệ nhân này anh em ạ. Hai siêu phẩm rồi. Một siêu phẩm đại trà này anh em này. Một siêu phẩm cá biện này. Đấy. Dây này dây ameang hay là dây dù chi na? Cháu không biết. Dây này dây ameang anh em ạ. Giờ là tiếp tục siêu phẩm này chạy cho em nhá. À chạy là sao có lên không? Ui ồ. Nào chạy nhanh vào nhá. Nào xem có lên không nào. Lên. Siêu phẩm này lên đi em ạ. Úi giời, lên rồi. Tiếp tục là siêu phẩm VL anh em ạ.
À, con này là mét 6, mét 7 ấy. Bây giờ nghệ nhân này sẽ chạy test cho anh em xem nhá. Nghệ nhân này 2 siêu phẩm nhỉ. Đấy, chạy test phát diều cân nên không đảo hai bên em nhé. Rồi ok, siêu phẩm VL đã lên nha em nhé. Ok nha em nhé, tiếp tục là siêu phẩm đại trà 2,5 do nghệ nhân này em. Mình không nhớ tên nữa, nhưng mà anh em nhớ mặt nhé, để lần sau thì quay này không biết nha em nhé. Thì bây giờ là tiếp tục là siêu phẩm đại trà 2,5 của nghệ nhân này. Bây giờ nghệ nhân này thử chạy tay xem mà xem nó có lên được em nhé. Nào 1, 2, 3 chạy đi. Đấy, ôi chạy nhanh vào, chạy nhanh chú xem nào. Đấy, chạy từ đấy về đây nào, chạy thật nhanh nào, nó diều nó lên xem nào. Nào, lên. Đấy, lên anh em. Đúng rồi. Con này khả năng là nèo hơi thấp anh em ạ, nên là chạy nó không lên được, nó cứ lắc hai bên đấy. Đấy, thế là hôm nay là có 6 siêu phẩm nha em nhé. Nghệ tuyệt đối luôn, toàn là diều khủng đấy em ạ. Ok nha anh em nhé. Mình thì mình hứa với mấy đứa nhóc ở trên đây là mình cho mấy đứa ở trên đây cái áo đại trái 25 anh em ạ. Đây, áo mới cẳng luôn này. Áo này trước mình mua là 350 anh em nhé. Đây có số điện thoại cả hot theo của ếch cẳng luôn. Thì mình để đâu mình không dùng đến ấy. Trước mình cũng thả một thời gian rồi ấy. Thì giờ thì mình toàn chơi diều to thôi, mình không thả nữa. Thì mình tặng cho mấy đứa nhóc ở đây để về thả anh em nhé. Nếu mà anh em mà có áo ấy mà muốn không thả ra để cho người khác thì cứ gửi cho mình để mình tặng cho những bạn khác cũng có cái đam mê thả diều, để bạn ấy lấy về bạn ấy làm, bạn ấy thả cho anh em nhé. Đấy, ở đây là rất đông các nghệ nhân luôn. Nghệ nhân này là nghệ nhân nhí, không có tiền để mua áo diều ấy. Chỉ mua được khung xong là về khâu ni lông anh em ạ. Nói chung là các cháu cũng đam mê nhưng mà bây giờ các cháu còn bé chưa có tài chính. Nên là các cháu chơi như thế là cũng khá là ok rồi em ạ. Thì hôm nay mình sẽ tặng cái áo này cho cậu bé đây em ạ, trên là cậu bé áo trắng kia. Thì đây thì mình sẽ cho cậu bé này em nhé. Đây. Đấy, mình cho cậu bé này về để lên khung để mà thả em nhé. Ở đây là rất nhiều những cậu bé khác đều có diều rồi. Cái bạn này bạn cũng có đều có diều rồi, nhưng bạn ấy xin thì mình cho bạn ấy thôi chứ cũng không để làm gì cả. Cái áo này trước thì mình mua 350 của ếch càng em ạ. Nhưng mà để lâu ấy không dùng ấy, từ năm ngoái năm nay mình toàn để trong phòng ấy. Cũng khá là bền ấy, chưa bị muốn vải cho bị lắng nên nó mục vải vậy ấy. Áo khá là mới giặt đi nó còn đẹp luôn anh em ạ. Bây giờ mình cũng xin tạm dừng video đây nha anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video của mình và chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha.